Dạ vâng, Cao Phong xin mến chào các bác và anh em Tiếp tục video ngày hôm nay em lại lên sóng cho bác hàng vừa về Được uh, những chiếc đẩy bãi của Mỹ Công suất siêu khủng Công suất là 1.800W trên một kênh Chuẩn đủ 1.800W trên một kênh Các bác có thể chơi mọi loại loa full, loa súp Chơi loa full đơn, full đôi, súp kép Công suất đủ 1.800W uh, trên một kênh có à, Con đẩy này có cái tên là bê tông Đấy, Model a 11 hai kênh các bác nhìn rất là hầm hố con này nó size ba u rất là nặng. Đấy các bác nhìn này, rất đẹp luôn, hàng cực kỳ độc. Con này trên thị trường là không có hàng. Duy nhất một con này thôi nhé các bác nhé. Đấy, rất là hiếm. Con này thì các bác cứ đánh full đôi súp kép các loại loa full đôi súp kép dọa, dòng khủng nhất hiện nay mà các bác trăn trở không biết tìm con đẩy nào và con um, dòng đẩy nào để có thể đặc trị được nó thì đây là một cái ứng cử viên cực kỳ là tuyệt vời cho các bác. Những cái dòng loa full đôi súp kép những dòng từ khủng công suất lớn đặc trị luôn và dòng này chất âm của nó rất hay đặc biệt là các bác đánh những dòng từ lớn ấy, nó cho ra cái tiếng bát cực kỳ lực luôn bởi vì là cái công suất của nó dư thừa nó đủ Và nó thoải mái cho anh cũng cặp loa phun đôi sub kép ấy thì bao giờ nó cho cái tiếng của nó rất hay nó size ba u nó rất là nặng mà nhìn nó rất là hầm hố các bác này nhìn rất là hầm hố luôn nhìn rất là ngầu Đấy. hình thức rất đẹp các bác này rất đẹp luôn size ba u nhé các bác nha. size ba u và nó rất là nặng con này bê gãy lưng các bạn bao chuẩn đủ cho bác là 1.800W trên một kênh à, hàng siêu hiếm luôn con này các bác tìm những con đẩy mà công suất lớn 1.500 đến 1.800W để các bác đánh full đôi xúc kép nó không hề dễ các bác nhé em nhớ cái nắp các nhìn hình thức tất cả các cái nó còn rất là đẹp mà máy của nó cực kỳ zin và rất là đẹp luôn đây các bác nhìn cái nội thất của nó này con này nó chạy một cái nguồn áp của nó này nguồn áp mà sai 3U nguồn này nó tầm một gang tay đẩy của em này dây đồng nguyên chất và dây đồng vàng ống luôn Đấy, nguồn rất là to này hàng xịn sò của nó trên cục nguồn nó đều có thông số kỹ thuật hết đấy máy tất cả là zin đẹp hàng bãi xịn mà rất là gừng là ngầu bao chuẩn em nhắc lại là bao chuẩn đủ công suất là 1.800W trên một kênh cho các bác đấy, nên các bác chơi full đôi xúc kép những dòng loa cứng đầu nhất hiện nay mà nhiều bác có được sở hữu những đôi loa full đôi xúc kép à, từ to từ lớn công suất lớn mà các bác đi tìm những con đẩy đặc trị nó rất là khó không phải dễ thì đây là một con đẩy phải nói đặc trị cho các bác những dòng loa phun đôi xúc kép đánh rất là hay bao phê cho các bác luôn con này máy móc của nó zin 100 phần zin nguyên bản 100 phần trăm hàng nó rất là ít con này thì không có hàng nhiều nó chỉ có về được một con duy nhất này thôi em bác nào có nhu cầu mà đang muốn những con đẩy khủng thì liên hệ với em toàn bộ linh kiện của nó là linh kiện cao cấp các bác nhá linh kiện cao cấp đắt tiền đấy nhá cho chất âm rất là hay cái nguồn mép của nó là size ba u mà nó nguồn nó cao đến cái nắp máy luôn mà nó to các bác nhìn cái nguồn của nó con đẩy khỏe là nó phải có cái nguồn lớn như này và con này nó chạy là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 quả tụ lớn Đấy, đẹp xuất sắc luôn máy của nó là bao zin 100% đẩy Mỹ rất là ngầu Đấy. một con duy nhất các bác nhá một con duy nhất con này trên thị trường không có con thứ hai luôn khẳng định với bác là các bác cứ vào kênh YouTube bác tìm con này không có con thứ hai luôn rất hiếm luôn, siêu hiếm con này đánh full đôi xúc kép thì cực phê đây là phía sau của nó này phía sau thì con này nó có đường vào đường link Đấy, đường vào đường linh, đường ra loa bằng dây lưu trích này, dàn xoáy kẹp này, dây nguồn liền. Đấy, có đường vào đường linh, lưu ý các bác là như vậy. Đấy, nhiều bác là quan tâm đến cái đường linh để các bác có thể linh sang một cái đẩy khác. Đấy, con này nó có đường vào đường linh và đường ra loa bằng dân, vừa dắt lưu trích vừa dàn xoáy. có canh ngắm nhìn cái nguồn của nó rất là khủng. 1.800 w đủ, 1.800 watt trên một kênh. À, với công suất 1.800 watt thì các bác cứ đánh mọi loại loa, kể từ loa đơn đến loa đôi. Đấy, kể cả các bác đánh những đôi loa full đơn ấy, mà từ to ấy, từ 19 từ 22 ấy, con 100 một từ 208 ấy. đấy đánh full đơn full đôi đều rất là ok đấy, nhiều khi các bác mua những con đẩy nhỏ thì các bác đánh súp lớn hoặc loa lớn các bác không đánh được nhưng bác mua được những con đẩy công suất lớn này thì các bác đánh đủ các loại loa hoặc loại loại súp từ nhỏ đến to từ to đến nhỏ các bác đều đánh được hết nên là mua được những con đẩy mà nó khỏe nó đẹp và chất âm nó hay thì nó luôn luôn là, là... Ừ, được các bác tin dùng và các bác uh, săn lùng. Đấy. Hôm nay về được số lượng nó không có nhiều các bác nhé. 1.800w hình thà, thức rất là đẹp, máy của nó zin. Các nào có nhu cầu liên hệ sớm để chốt có đẩy công suất siêu khủng này, đẹp xuất sắc các bác này. Đấy. Rất đẹp và rất là gấu con này rất là nặng các bác. Nhé. Các bác nhìn cái nguồn của nó, này to khủng khiếp luôn. Máy toàn bộ là bao zin về mày, mày phần máy hết, đẹp xuất sắc luôn. cái vỉ của nó là màu à, à, sẫm các bác nhé. Đấy. Xin cảm ơn các bác anh em.